Thưa quý vị và các bạn, nhằm hướng tới đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu lần thứ 13 của đảng. Trong những ngày qua, đảng bộ và nhân dân xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu đã và đang nỗ lực triển khai thực hiện nhiều hoạt động, nhiều công trình phần việc, tạo không khí thi đua sôi nổi, đoàn kết của toàn dân hướng về đảng Quang Vinh. Với các chương trình trọng tâm là đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, bảo đảm an ninh trật tự, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Hòa chung khí thế thi đua sôi nổi, lao động sản xuất chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu lần thứ 13 của đảng. Thời gian qua, đảng bộ xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu đã chỉ đạo toàn thể hệ thống chính trị địa phương tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước. Với mục tiêu là mỗi chi bộ, mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi tổ chức đoàn thể cùng tất cả các ấp đều đăng ký thực hiện các công trình phần việc thiết thực, hiệu quả và có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng, chính quyền địa phương. Trước hết là tập trung mọi nguồn lực thực hiện thành công mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020. Cùng với đó là tổ chức chu đáo, nghiêm túc, duyệt lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, nhân dân cho văn kiện đại hội đảng các cấp. Trong năm 2020 thì đảng bộ xã Hiệp Thành cũng xác định được những nhiệm vụ lớn trọng tâm trong năm, và đặc biệt là năm nay có nhiều sự kiện lớn mà diễn ra, thì đây là cái năm mà xây dựng rất là nhiều công trình phần việc để chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc. Thì trong đó đảng bộ xã cũng xác định được mà nhiệm vụ của đảng bộ thành phố giao, đó là cái trọng trách của xã về xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu, cũng như song song đó là cái nhiệm vụ mà được đảng bộ thành phố giao phó đối với cái năm dân vận khéo. Thì đảng bộ xã cũng đã xác định được cái nhiệm vụ và đưa ra rất là nhiều cái kế hoạch, trong đó có các công trình phần việc và đặc biệt là xem lại các cái chỉ tiêu trong năm để mà cố gắng hoàn thiện để đạt cái nông thôn mới nâng cao cũng như tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh thì các cái mà tiêu chuẩn xây dựng nông thôn mới, còn lại là các công trình trong mô hình phần việc trong năm dân vận khéo luôn luôn phải xác định và làm song song để đạt hiệu quả hai cái nhiệm vụ lớn. Và xã, đảng bộ xã cũng được sự quan tâm của các cấp các ngành thành phố và đảng bộ thành phố tin tưởng giao phó là chọn trong năm 2020 này để hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu. Do đó là rất là nhiều nội dung và cái công trình mà đảng bộ xã phải xác định để thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Với vai trò của đảng bộ xã Hiệp Thành cũng rất là cầu thị các cấp các ngành thành phố tranh thủ hỗ trợ đối với xã để mà đạt được các cái nội dung lớn, trong đó có xây dựng cơ bản cũng như là các công trình về giao thông nông thôn, điện đường, cầu, nhà và trường trạm. Thì những cái nội dung lớn đó cũng đã được mà các cấp của thành phố đầu tư và đang tiến hành thực hiện xây dựng, đang trong giai đoạn mà hoàn thành và tiến tới là khánh thành để thông các cây cầu và các cái con lộ giao thông, đảm bảo các cái nội dung lớn của mà chỉ tiêu đặt ra. Hướng về đại hội đảng các cấp, đã qua, Mặt trận Tổ quốc xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu tổ chức phát động nhiều phong trào, nhiều cuộc vận động nhằm góp sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, trong đó chú trọng nhân rộng mô hình khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu, đẩy mạnh việc quy động các nguồn lực nhằm chăm lo đời sống cho hộ nghèo, gia đình chính sách, tạo điều kiện hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh và những người yếu thế đang sinh sống tại địa bàn. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc xã Hiệp Thành thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, giám sát về trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ đảng viên theo quy định của đảng, tham mưu cho các cơ quan có thẩm quyền kịp thời giải quyết những vấn đề mà dư luận đang quan tâm, đẩy mạnh việc tuyên truyền vận động cán bộ và nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội do cấp ủy chính quyền đề ra. Phấn đấu mỗi cơ quan, đơn vị, khu dân cư và cán bộ công chức Mặt trận Tổ quốc có những công trình phần việc cụ thể có ý nghĩa về chính trị, kinh tế xã hội nhằm lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đối với các công trình chào mừng đại hội đảng bộ thành phố thì đảng bộ cùng với chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể cũng đăng ký là 8 công trình phần việc để chào mừng đại hội đảng bộ thành phố. Thì về các cái công trình xây dựng cơ bản như là lộ giao thông, cầu giao thông nông thôn, rồi xây dựng nhà tình thương,
xây dựng, đặc biệt là xây dựng cái tuyến đường hoa, tuyến đường kiểu mẫu trên tuyến lộ dòng nhãn, du lịch của dòng nhãn. Rồi ngoài ra thì còn thực hiện việc chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, các em học sinh nghèo, về người khuyết tật, người già neo đơn, và thực hiện cái việc mà chọn một ngày trong tuần thực hiện cái ngày công ích, thực hiện tất cả các công việc như chăm sóc người già, người dọn dẹp nhà cửa, cũng như làm vệ sinh môi trường. Rồi đoàn thanh niên thì hỗ trợ cho các cụ già yếu khi mà đi nhận tiền hoặc là bệnh, đau bệnh gì đó, thì các em tình nguyện để đi chở các cụ này đi khám chữa bệnh cũng như là nhận tiền. Ban dân vận xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu có nhiều đổi mới về nội dung phương thức hoạt động theo hướng bám sát cơ sở, kịp thời tham mưu cho cấp ủy giải quyết vấn đề phát sinh và những vấn đề dư luận quan tâm. Các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua dân vận khéo được đẩy mạnh, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn dân. Nhiều công trình phần việc tiêu biểu của ban dân vận xã đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội địa phương. Riêng trong năm nay, khối vận xã Hiệp Thành đã đăng ký thực hiện hơn 30 công trình phần việc, trong đó có 14 công trình về xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn được thực hiện theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, và 4 phần việc về thực hiện công tác an sinh xã hội. Để thực hiện tốt công tác dân vận khéo, trong thời điểm cả nước thi đua sôi nổi chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu lần thứ 13 của đảng, ban dân vận xã Hiệp Thành đã chủ động tích cực trong việc lựa chọn phát động những công trình phần việc thiết thực phục vụ cuộc sống người dân. Trong đó tập trung vào các nội dung như vận động toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, vận động nhân dân, nhất là các đoàn viên, hội viên chuyển đổi cơ cấu sản xuất, chú trọng phát triển các mô hình mới, cùng giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Đặc biệt là vận động nhân dân đóng góp xây dựng được nhiều công trình kết cấu hạ tầng về giao thông thủy lợi, tích cực hưởng ứng các hoạt động về xanh sạch đẹp, vệ sinh môi trường và quy động được nhiều nguồn lực trong cộng đồng về thực hiện công tác an sinh xã hội. Thứ nhất là công tác tuyên truyền, làm sao mà tuyên truyền vận động đến tất cả cán bộ, đoàn viên, hội viên và các quần chúng nhân dân hiểu được ý nghĩa của năm dân vận khéo, từ đó mà có cái sự quan tâm, ra tay, chung sức với xã trong việc thực hiện. Song song với công tác tuyên truyền thì đối với công tác củng cố xây dựng tổ chức thì chúng tôi cũng tiến hành củng cố các cái tổ chức chi đoàn, chi hội, tổ chức các cái đoàn viên, hội viên còn yếu để nâng chất lượng hoạt động, làm sao mà qua cái năm dân vận khéo rồi chất lượng hoạt động của các chi đoàn, chi hội được nâng lên và thể hiện được cái tính bản lĩnh của mình trong công tác cũng như quá trình vận động. Cái thứ ba nữa là đối với công tác vệ sinh môi trường, công tác xây dựng các cái công trình xây dựng cơ bản thì đảng bộ xã cũng lồng ghép vào các cái công trình của phần việc của năm dân vận kế hoạch nông thôn mới nâng cao. Trong đó thì chúng tôi xác định 11 công trình mà đề nghị về trên phải đầu tư để giúp cho xã hoàn thành các cái tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay thì các công trình cơ bản đã triển khai và đang tiến hành, có những công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng. Sắp tới đây sẽ có một đến hai công trình đưa vào bàn giao sử dụng để chào mừng đại hội đảng bộ thành phố, ví dụ như là cầu của nhà ông Bào và vừa rồi cũng là khánh thành cái con lộ tổ đại biểu hội đồng nhân dân của thành phố. Đối với hai công trình mà xã phải tiến hành làm, mà quá trình làm phải vận động sức dân, đó chính là hai con lộ mà huy động nhà nước và nhân dân cùng làm, đó chính là lộ 18 hộ ở góc giữa và lộ giáp ranh từ Lò Gèn đến giáp ranh Vĩnh Trạch Đông, ô D3 Khép Kín. Thì hai con lộ này cũng cần cái sự quan tâm của nhân dân trong quá trình thực hiện. Còn riêng đối với công tác vệ sinh môi trường là công việc thứ tư, thì xã cũng rất quan tâm chỉ đạo thông qua các cái đoàn thể. Chúng tôi cho các đoàn thể đảm nhận các cái tuyến đường kết hợp với các cái chiến dịch thanh niên tình nguyện hè về để thực hiện làm này. Phương châm của chúng tôi thì làm tới đâu là thấy thay đổi diện mạo tới đó, và bàn giao cho người dân bảo quản, bàn giao cho người dân chăm sóc, và người dân phải có trách nhiệm giữ gìn cái mà chính quyền đã để lại cũng như là đoàn thể. Vậy thì chúng tôi cũng tiến hành cấm một số cái biển, cấm đổ rác ở một số nơi công cộng mà trước đây có hiện tượng rác giản lai. Rồi chúng tôi cũng tiến hành bàn giao cho đoàn thể tiếp tục vận động những cái hộ mà có ý thức chưa cao, để mà làm sao mà qua cái năm dân vận khéo này họ tự chuyển biến và thấy ý thức công việc đó là của họ. Và công việc thứ năm mà chúng tôi tiếp tục làm đó chính là thực hiện các cái chính sách xã hội,
với xã hội. Đây cũng là một cái công việc mà góp phần quan trọng khá nhiều vào thành công của năm dân khéo, trong đó có xây dựng nhà. Đến thời điểm này thì các cái đơn vị đảm nhận cũng đã xuống có tiếp cận và đang chuẩn bị tiến hành trao vốn để thực hiện các cái công trình, các cái nhà. Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu là mỗi tập thể cá nhân phải có ít nhất một công trình phần việc thiết thực có ý nghĩa chào mừng đại hội đảng bộ các cấp. Trong thời gian qua, các chi bộ, ban nhân dân các ấp đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động, nhiều phong trào thi đua sôi nổi. Điển hình như làm lộ ông gấu ấp Dòng Nhãn, xây dựng tuyến đường qua, tuyến đường kiểu mẫu, tổ chức phát quà và trao thưởng cho các em học sinh vượt khó học giỏi, sắp xếp trật tự tại khu chợ xã, trao nhà tình thương cho hộ nghèo. Định kỳ hàng tuần, mỗi cán bộ đảng viên phải thực hiện ít nhất một việc tốt. Những việc làm trên đã đem lại nhiều ý nghĩa, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, khơi dậy lòng tự hào, niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng được nâng lên, góp phần đưa các chủ trương, nghị quyết của đảng tiếp tục đi vào cuộc sống thực tiễn. Nói chung là trong thời gian qua, ấp Dùng Nhãn là nằm trên cái tuyến đường qua, cho nên tuyến đường Gò Cát, Xím Cáng, cho nên là chúng tôi thì cũng vận động nhân dân, nói chung là cùng đồng thuận với chính quyền để mà dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang nhà cửa. Rồi nhất là tuyến đường hoa thì cắt tỉa hàng rào và trồng bông mới. Thì nó sắp tới thì nói chung là vào mùa mưa thì chúng tôi sẽ trồng nhiều loại bông hoa hơn. Tại lúc này cũng còn hơi trời nắng cho nên là cũng chưa được trồng được đều hết. Cho nên là sắp tới thì cố gắng là làm sao mà để lập thành tích và chào mừng đại hội đảng cấp trên. Thì chúng tôi sẽ làm cái chỉnh trang lại cái đường bông để cho nó đẹp và khang trang hơn. Thì theo tôi để cái chỉ đạo mà của nhà nước ấy, làm những để cái lộ nông thôn mới ấy, thì dân rất ủng hộ và đồng tình. Nhưng mà làm cái điều đó thì tất nhiên làm để cho nó thông thoáng như này, giữa nông thôn và kết nối với thành thị, giữa xã này kết nối với xã kia. Thì nói chung qua giao lưu với những hàng hóa này kia người ta cũng dễ dàng hơn như ngày xưa. Thì vấn đề cái chuyện là làm lộ nông thôn mới thì tất nhiên người dân rất là ủng hộ đồng tình. Thì theo tôi thì vấn đề cái lộ nông thôn mới nhà nước đã làm, chính quyền địa phương đã làm. Thì như vậy thì bây giờ mỗi một người dân nó cũng phải có một cái công sức đóng góp vô tại ở cái địa phương mình ha. Mình không nói xa, mình nói thí dụ ở ngay cái địa phương mình, ngay nhà mình. Thì mọi người phải có trách nhiệm làm gì nó mới là đạt được hiệu quả. Chứ còn nếu bằng không nhà nước không thì làm cũng không thể nào nó được sạch đẹp. Thí dụ như giờ nhà nước trồng bông đồ ở trước cửa nhà mình, nhà sân mình thì tất nhiên mình cũng phải chăm tưới nước hay quạt cắt để cho nó đẹp hơn. Nhờ đảng bộ và nhân dân, ủy ban xã thì nhờ làm hai cây cầu này, dân chúng thấy phấn khởi rất đẹp, là thuận tiện cô bác đi sạch sẽ. Có thể nói, với tinh thần sôi nổi khẩn trương, các công trình phần việc chào mừng đại hội đảng bộ các cấp hướng đến chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng tại xã Hiệp Thành đã góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp để đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương. Đây là động lực để xã Hiệp Thành tiếp tục giữ vững và nâng chất các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trước hết là phấn đấu cuối năm nay 100% ấp đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, tiến tới công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của thành phố Bạc Liêu. Việc phát động và tổ chức thực hiện cao điểm thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp ở Hiệp Thành sẽ góp phần phát triển vào kinh tế, xã hội của địa phương và nhân lên sức mạnh đoàn kết, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng.